Sống lời Chúa. Thứ hai ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan, chương 3 câu 13 đến 17. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Tin mừng nhắc cho chúng ta về thập giá Chúa Giêsu qua hình ảnh như Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc. Con người cũng sẽ phải dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Hình ảnh người Do Thái được chữa lành và được sống khi nhìn lên con rắn được dương cao trong sa mạc. Hình ảnh người Kitô hữu nhìn lên thập giá với lòng tin vào Đức Giêsu chịu đóng đinh sẽ được sự sống muôn đời. Như thế, để có sự sống đời đời, chúng ta được mời gọi nhìn lên đấng đã được dương cao bằng con mắt thể lý thì chưa đủ, nhưng còn nhận ra Ngài là con người đứng từ trời xuống với con mắt đức tin. Mỗi khi nhìn lên thánh giá, chúng ta nhận ra đấng bị treo trên đó là con người, đấng đến mặc khải cho chúng ta những gì thuộc về thượng giới và là đấng mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta đón nhận tình yêu của đấng bị treo trên thập giá và nỗ lực mỗi ngày đón nhận những biến cố trong cuộc sống với con mắt đức tin và với lòng cậy trông phó thác. Amen.